YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Vậy là mình nhớ đi tô màu sau, nếu bạn nghe cho mình xin một lần đăng ký kênh. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha. Bài này từ ngày xưa đây. Là mình đã tô màu xong, nếu các bạn hay cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.